ASHG. Bạn xin cú sút thẳng. Nguyễn vào. Rất đáng tiếc cho thủ môn Nguyễn Tuấn. Pha bóng không phải là quá khó, nhưng Nguyễn Tuấn có lẽ cao thủ đến từ Phú Yên, trung tâm đào tạo bóng đá ASHG đã có được một bàn thắng quân bình tỷ số, bây giờ tỷ số lại là 2-2. ASHG. Bật xin cú sút thẳng. Nguyễn vào. Rất đáng tiếc cho thủ môn Nguyễn Tuấn. Pha bóng không phải là quá khó, nhưng Nguyễn Tuấn có lẽ